Hello, xin mến chào tất cả anh em. Đây là con cục đẩy công suất mà trong thời gian vừa qua thì cũng có khá nhiều anh em hỏi về cái con cục đẩy công suất này. Thì ngày hôm nay thì em cũng lên video lại để cho anh em nào chưa xem được những cái video cũ của bên em thì anh em có thể xem được cái video này, anh em có thể biết được sản phẩm luôn anh em nhé. Và anh em nhớ là hãy nhớ đăng ký kênh, nhấn chuông để xem các video mới nhất. Và nếu có nhu cầu mua hàng thì hãy nhớ liên hệ với số điện thoại bên dưới màn hình anh em nhé. Dưới màn hình sẽ có số điện thoại, anh em có thể gọi điện trực tiếp, có thể liên hệ qua Zalo để có thể đặt hàng anh em nhé. Và ok, đây là con cục đẩy thương hiệu của Lưới Agotic là LT1600. Mặt của nó thì đằng trước nó sẽ là mặt phay nhôm anh em nhé. Những cái phím chiết áp này đều là chiết áp bi này. Đấy, nhìn nó rất đẹp và anh em vặn những cái chiết áp bi này rất là chất luôn. Đấy, ok chưa ạ? Tay sách hai bên này thì tay sách này anh em có thể tháo được, anh em bỏ những cái con ốc này, anh em có thể tháo ra, anh em có thể thành một cái mặt phẳng luôn anh em nhé. Ok chưa? Rất là đẹp, Lưới Agotic LT1600. Và trong thời gian vừa qua thì nhiều anh em hỏi là có con đẩy nào mà 32 sò mạch Class H để anh em chơi với lại full 30 không. Thì với con này thì đúng theo những cái tiêu chí của anh em, rất nhiều anh em cũng hỏi 32 sò. Thì con này nó là 32 sò NG anh em nhá. 1 này, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ok chưa? 8. Và những con MOSFET ở đây nó sử dụng những con 70N10. Đây là những con MOSFET bù áp anh em nhá. 70N10. Ok chưa? 32 sò cho anh em, mạch Class H. Và tụ sẽ là tụ 80V, 15.000 microfarad. 80V, 8 con anh em nhé, xếp làm hai bên. Tụ này thì chắc chắn luôn, không có tình trạng bị tiếng khác biệt đâu anh em nhé. Đấy, anh em thể thấy, ok chưa? Với cục đẩy này thì cái mức giá thì rất là hợp lý. Đấy, rất là hợp lý, 6.200.000 đồng bên em bao ship, ok chưa? 6.200.000 đồng bên em bao ship toàn quốc cho anh em luôn với cái cục đẩy LT1600 anh em nhé. Nguồn biến áp xuyến sử dụng đó là dây đồng, cam kết với tất cả anh em về những cái nguồn này nó rất là to, đường kính size tầm khoảng này tầm 20-21 cm đường kính anh em nhé, cái đường kính 20-21 cm. Và cái con đẩy này thì lưu ý là dây đồng anh em nhé, là nguồn dây đồng chứ không phải dây nhôm đâu. Đấy, cho anh em biết được là cái con này nó xịn sò. Đấy, chứ không phải là dây nhôm, kể cả anh em sử dụng anh em phát hiện ra dây nhôm bên em đền tiền tặng máy. Đấy, ok chưa, thoải mái cho anh em luôn, cái điều rất là chắc chắn cho anh em chơi thoải mái. 4 quạt gió anh em nhé, con này thì 4 quạt tản nhiệt thì nó êm, nói chung quạt nó êm. Và cái tiếp theo nữa là nó tản nhiệt cực kỳ tốt anh em nhé, 4 quạt gió sẽ tản nhiệt rất là tốt. Đấy, và nó chạy được còn êm, tiếng quạt gió hầu như anh em không thể nghe được tiếng quạt gió, nó êm đến mức độ như vậy mà. Ok chưa? Linh kiện bên trong bên mạch thì nó là linh kiện sử dụng chân cắm anh em nhé, linh kiện chân cắm. Và cái main đằng sau này nó là main bo đuôi này thì nó sẽ sử dụng linh kiện chân dán. Đấy, chủ yếu là cái linh kiện về những cái main mạch công suất thôi, còn những cái bo đuôi hầu như chả bao giờ hỏng được anh em nhé, vì nó thiết kế nó chả có gì cả, nó chỉ là những cái cắm đầu ra đầu vào phân chia tín hiệu cho anh em thôi, đầu ra đầu vào, cầu gạt steel panel hybrid, cái độ nhạy gain tín hiệu thôi, chứ nó không có gì cả anh em nhé. Đấy, không có gì cả. Dây nguồn thì dây nguồn liền, dây này thì nó là dây ba chấu anh em nhé, ba chấu. Thì về nhà một anh em thì dùng chuyển đổi, hoặc là anh em cắm một quản lý nguồn nữa là ba chấu. Còn thường ổ điện thường anh em mà không sử dụng có thì anh em bẻ một cái chấu tròn này đi cho em nhé. Đấy, bẻ cái chấu tròn này đi anh em sử dụng. Đấy, và đầy đủ cho anh em nhé, chập bridge cũng có này, bridge có, steel panel đều có đầy đủ hết, gain tín hiệu có đầy đủ hết cho anh em luôn. Đấy, con đẩy này thì nhìn thì nó ổn áp, nói chung ổn áp, mỗi kênh đánh một cặp bát 30, hai kênh đánh hai cặp cho em. Đấy, thoải mái anh em nhá, đánh gia đình thì bao hay, bao bền bỉ cho anh em về cái dòng mạch Class H này. Đây, sò linh kiện, đây là sò này, chân đồng, lưng đồng anh em nhìn nó cắt vàng chóe luôn. Ok chưa? Đấy là những cái hàng đắt mà em cũng đã có video chia sẻ cho anh em rồi. Thì 6.200.000 đồng cho một em đẩy LT1600 anh em nhá. Mọi người nhu cầu mua hàng, anh em hãy nhớ liên hệ với bên em qua số bên góc dưới màn hình. Nhớ đăng ký kênh, nhấn chuông anh em nhá. Ok, chào tất cả anh em và hẹn anh em các clip lần sau ạ.